Chào các bạn. Bây giờ là mới có 5 giờ sáng à. Mình dậy rất là sớm. Sáng nào cũng dậy các bạn. À, bây giờ mình chuẩn bị mình nấu cơm, cơm dinh dưỡng, cơm đậu nha các bạn. Con mình nó ăn chay, nó mua đủ thứ loại đậu. Cái này là đậu gà nè các bạn. À, con này là đậu phộng. Ở nhà mình luôn lúc nào cũng có đậu hết trơn á. Rồi đậu Hà Lan. Rồi đậu đen. Đó, bây giờ mình nấu cơm đậu. Thì trước khi mình nấu cơm đậu á thì mình ngâm cái này hồi lúc tối rồi nè, tối mình ngâm, sáng mình rửa cho sạch rồi mình bỏ vô cái nồi cơm điện nha, mình hấp, rửa sạch rồi mình hấp các bạn, mình hấp nó mềm ra rồi mình nấu với gạo lứt. Tại tại vì nhà mình có người tiểu đường đó, mình cứ ăn cơm nhưng mình nấu đậu ăn cho nó điều hòa cơ thể nha các bạn. Đây là đậu này ngẫu nhiên con mình nó mua, nó để dự trữ trong nhà đủ thứ loại đậu hết. Tại vì nó không có ăn thịt thì mình ăn đậu. Thì mỗi một cái loại đậu á nó có một cái chức năng dinh dưỡng riêng. Cho nên mình làm mỗi một cái nấm, tối mình hốt mỗi một nấm vậy nè, mình ngâm chung. Bây giờ mình hấp nha các bạn. À, mình hấp khoảng 10 phút cho nó vừa chín tới. Rồi mình nấu với gạo lứt. Cơm đậu này những cái nhà hàng ở trên thành phố á, người ta hay nấu cơm gạo lứt với đậu. Bây giờ mình nấu cơm gạo lứt với đậu. Đậu đen, đậu phộng, đậu gà, đậu Hà Lan. Nha các bạn. Rồi bây giờ mình hấp đậu trước nè, một lát mình nấu sau, một lát mình nấu mình bỏ vô cái nồi này mình nấu chung với gạo lứt. Chứ mình nấu một lượt là nó không bao giờ chín nha các bạn. Các bạn ơi, cái lon gạo này hai vợ chồng mà ăn một ngày nữa nha các bạn. Gạo đây là gạo lứt mà ở nhà có nếp cẩm đó, rồi ổng trộn vô một nắm ăn gạo lứt. Nhà mình ông bạn đời mình ổng kỹ lắm các bạn, ổng vô trong đồng ổng mua gạo ngon về ổng trữ vô lu để dành mà đi chà đó. Chà cho nhớ cha nhớ mẹ, ăn cho nhớ cha nhớ mẹ. Hồi xưa là ăn là phải chà lúa nha các bạn, chứ không phải mua gạo mà ăn như bây giờ, sung sướng như bây giờ. Nhưng mà ông còn muốn như vậy đó. Ăn nhớ cái cảnh hồi xưa mình cực khổ. Đậu này nó đã mềm, vừa chín tới rồi nè các bạn. Mình bỏ hết vô đây. Đây là một cái chén cơm dinh dưỡng nha các bạn. Hai người mà ăn một ngày, mình ăn có một cữ trưa thôi. Một ngày mà chỉ có một lon gạo thôi với mọi đậu, bốn thứ đậu, mỗi thứ một nắm. Hấp trước rồi bỏ vô nấu chung với cơm nha các bạn. Bây giờ mình đổ vô cơm mình nấu rồi đó. Các bạn thấy cái nồi cơm không? Đậu không à. Ăn như vậy là không ăn thịt đó các bạn. Mà mình không có cái công thức đâu nha các bạn. Đây là một món cơm dinh dưỡng. Mà tận dụng ở nhà có cái gì nấu cái nấy, ăn như thế nào cho có sức khỏe. Đó, mình phải chú ý đến sức khỏe. Thì bớt thịt thì phải ăn đậu thôi. Đó, mình bắt nồi cơm lên rồi nó chín cũng như thường nha các bạn. Cơm gạo lứt nhưng mà mình nấu cái chế độ bình thường thì nó cũng chín như thường à. Khỏi ngâm, ngâm thì ăn nó bổ dưỡng hơn. Nhưng mà gạo lứt ngâm là cũng hơi khó ăn, bởi vì nó nhão và nó lạt. Các bạn ơi, nồi cơm đậu của mình đã sẵn sàng rồi đó các bạn. Đây là một cái loại cơm dinh dưỡng cho người tiểu đường. Đậu đậu thì đậu phộng thì nó có chất béo, tránh ung thư nha các bạn. Canxi rất là nhiều. Còn đậu gà này mình chưa có nghiên cứu nè. Đậu gà ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng đây là một cái loại đậu gạo đậu mới mà mình chưa có tìm hiểu. Con mình nó mua, nó ăn chay nó mua nè các bạn. Còn đậu Hà Lan thì ăn rất tốt luôn. Đậu đen, đậu phộng, đậu Hà Lan và đậu gà. Cơm đậu của mình nè các bạn. Đây là một thứ cơm dinh dưỡng mà các nhà hàng ở thành phố, à, ở Sài Gòn người ta thường nấu đó các bạn, cho mấy người mà ăn thực dưỡng người ta ăn. À, có thể ăn với muối mè hoặc là có thể ăn với đồ ăn thường cũng được nha các bạn. Rất là ngon luôn, mình ghiền ghiền đó các bạn. Lâu lâu mình lại mình bóc mình ăn. Nhà mình có người bệnh thành ra mình phải chăm sóc. Đây là một cái bát cơm đậu mà một ngày thì mình một bữa ăn mình ăn chỉ bao nhiêu đây thôi, mình nhai cho nhuyễn các bạn, rất là bổ luôn. À, gạo lứt mà có pha thêm một nắm nếp cẩm nữa, tại vì
Mua nếp lỡ nhiều rồi ăn không hết đó các bạn, phải ăn chứ để nếp cẩm nó dễ mọt lắm. Đây là một chén cơm dinh dưỡng nè. Chào các bạn nha. Già rồi phải tự săn sóc bản thân mình nha các bạn, để khỏi phải làm phiền con cái. Tại vì nhà mình ít con lắm, con bây giờ nó làm công chức, nó làm công việc chồng con của nó, chứ nó không có thời gian để mà quan tâm tới mình. Thôi bây giờ mình tự chăm sóc mình đi các bạn ha. Chén cơm dinh dưỡng.